tuần trước, người chơi đã cùng nhau bước vào một tiệm may. Họ vượt qua các căn phòng, cùng đối đầu với những thử thách bất ngờ. Bây giờ mình còn chưa giải được cái này, chừng nào giải xong nhưng rồi nói tất được cả không được. Đều ẩn chứa một điều gì đó vô cùng bí ẩn. Chỗ này ngày xưa đông 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 đi coi hát phải thân linh. Ok. Ê, mình mặc đồ như này đi ra thầm, đi ra nó có cái cảm giác nó lạ lão quá nhỏ. Chị thích mặc áo dài Việt Nam không? Khi mà Harry được mặc áo dài thì Harry cũng rất là vui. Tại vì áo dài luôn luôn làm cho tôn dáng của phụ nữ và làm cho có gì nó rất là đẹp, mà nó có gì đó rất là dịu dàng. Bản thân anh là một người con gái Việt Nam thì rất là thích được mặc áo dài. Thật sự là anh cảm thấy rất là vui. Ôi, thích thích. Ê, mọi người ơi, cái chìa khóa, cái chìa khóa hộp nãy đó. Cái hộp, ủa sao tập trước mà ta? Chú để lại cho mình. Để đây vậy ta? Cái gì vậy? Ố, còn chìa khóa. Chỉ là còn một cái mình chưa mở chứ còn không? Còn cái khóa nữa. Cái ngay mày nó cạnh. Để đi vô. Cái này là kiểu là. Ô, mở được mà được. Trong đây là mấy chị này sao? Mình giải cứu cho mấy chị hả? Mình vô mình kiểm tra thôi chứ biết sao giờ. Khi mấy chị có gì không? Chị ơi. Ôi, thôi đừng có đập dưới. Đừng có đập dưới. Rồi. Lấy cái kia. Rồi nè, để em đưa vô. Đó, anh lấy cái kia, thì mày đứng nữa. Cái gì với chị vậy ta? Bây giờ mình hay là ở trong đây có một cái đường đi chỗ khác không? Ủa? Ê, có miếng vải này, có miếng vải nè. Ê, mình bước ra đi, phải không? Cắt ra nó rồi. Ê, để được. Để được. Mạnh lên. Đúng, mạnh mẽ lên. Chắc là mình phải kiếm cái manh mối gì ở trong cái hai cái mannequin, chứ không có nghĩ tới cái chuyện là cái phía sau nó có cái một cái mảnh vải mà mình vừa qua chỗ đó là nó một cái không gian mới thì mình chưa bao giờ có nghĩ tới. Ủa, cái này là kịch á, mấy tuần cải lương á, cái này là tuần Lan Và Đẹp hồi xưa nè chị. Là tuần cải lương Lan Và Đẹp. Cô Thanh Kim Huệ nè. Cô Thanh Kim Huệ, đây chị là chị Phương Thanh. Đây là anh Minh Thuận. Chị Cẩm Ly. Ủa? Anh Minh Thuận, chị Cẩm Ly. Ủa, chị Cẩm Ly hồi xưa cũng có hát cải lương hả? Đúng rồi, chị Cẩm Ly hồi xưa hát cải lương hay lắm. Ủa, vậy hả? Vừa nhạc trẻ vừa dân ca vừa cải lương luôn. Là mình lên để mình diễn á hả? Mình đứng đây là mình trình diễn là cái gì á? Diễn rồi mà không biết trình diễn cái gì rồi. Ôi cái gì vậy? Ôi cái gì vậy? Dài cổ dùng than âm năm cung bồng, đó là than âm do la được còn được biết pha với la, tên hò sự sang xê cống. Cái này là ngũ cung của dân của dân ca cổ á. Hồi nhỏ là Tuấn hay nghe những cái mà giai điệu về cải lương á của ba mẹ Tuấn hay mở á, cho nên là lúc đó là bản thân mình cũng nhớ mang máng một số cái giai điệu sự sang xê cống á. Thì cái này là Tuấn cũng biết một chút cái đó là cái kiểu mà ngũ cung cái còn năm nốt đồ re fa sol la. Đồ re fa sol la ở Harry cũng chỉ biết là cải lương là những cái bài hát mà nó có những cái luyến mà nó có cái đặc trưng thì mình biết vậy thôi. Ngoài ra thì Harry không có biết một cái gì và nó có bao nhiêu nốt cũng chẳng có biết cái gì, và hôm nay mình mới biết là có năm nốt. Ho lập Sang Sang
công. Theo cái nốt đó. Ok. Đọc lại cái này. Hò sư sang xe công. Hò sư sang xe công. Nói gì á? Mời xong luôn. Hò sư sang xe công. Xe quán xe sang xe. Xe quán xe sang xe. Quang liêu quang xe sang sư liêu. Xe quá xe sang xe. Xe công xe sang xe. Quang liêu công sự. Mình lại không lường trước được là chương trình lại bắt mình hát một cái đoạn nhạc bằng hò sự sang xe cống, chứ không phải là đồ đê mi phải xong. Thôi tự nhiên có chữ liêu nữa. Ôi, hồi nay đâu có học liêu đâu. Thất bại, xin mời Harry Won. Hú gió. Nghe kỹ. Xe quán xe sang xe. Quán liêu quán xe sang sư liều. Quán liêu quán xe sang sư liều. Quán liêu cống xe sang. Quán liếu cống xe sang. Quán liêu. Quán liêu cống xe sang sư liều. Quán xe sang sư liều. Sư liều. Hò xe sang song sen. Ó đừng nói nó bị nhiễu lắm. Cái gì bạc liêu gì á? Thất bại. Hà Vinh Hoa. Bây giờ mình tập trung mình nghe thử nha. Xe quán xe sang xe. Quán liêu quán xe sang sử liệu. Quán liêu cống xe sang sử liệu. Quang liếu cống xe sang sử liệu. Giờ tới ai? Xe công xe sang xe. Quang liếu cống xe sang sử liệu. Hình như cái phải là không phải là cống mà vẫn nó vẫn là quan. Xe công xe sang xe. Quang liếu cống xe sang sử liệu. Nó không phải là cống đâu. Nó không phải là cống đâu. Em nghe nó không phải là cống. Thực sự thì mình là một người khá là ngại phải đứng trước đám đông. Việc mình phải thể hiện một cái làn điệu dân gian mà mình chưa từng được trải nghiệm bao giờ, và nhìn những cái lời, những cái cách đãi từ, những cái giai điệu mà đúng là lần đầu tiên mình gặp, thì thực sự là bây giờ, kể cả bây giờ cho mình quay lại đấy, mình cũng không thể hát được. Xe cống xe sàn xe. Xe cống xe sàn xe. Quán liêu cống xe sàn sư liệu. Đúng rồi đó, đúng rồi. Thất bại. Em hát xin mời Trương Quỳnh Anh. Xe quán xe sang xe. Quán liêu quán xe sang sử liệu. Xe quán xe sang xe. Xe quán liêu cống xe sang sử liệu. Thất bại. Tấn Trần. Xe quán xe sang xe. Quán liêu quán xe sang sử liệu. Xe quán xe sang xe. Quán liêu quán xe sang sử liệu. Thất bại. Harry Won. Ủa? Sao xe quán xe sang xe. Quán liêu quán xe sang sử liệu. Quang xe sang xe liều. Quang xe. Quang cái gì? Thất bại. Trương Quỳnh Anh. Xe quang xe sang xe. Quang liêu quang xe sang sử liều. Xe quá xe sang xe. Quang liêu quang xe sang sử liều. Chính xác. Wow. Yeah. Cũng như là chị Quỳnh Anh, và đặc biệt là chị Quỳnh Anh là rất là song sáo, rất là nhiệt tình mà cực kỳ hiệu quả trong cái thử thách đó. Ôi nhức đầu quá. Không biết cái này khó quá chứ. Xin mời xong luôn. Hà sang xây công xe.
gì? Xem quên hết cái đầu rồi. Nghe câu cuối là quên câu đầu rồi. Cái gì? Chiều chiều ra đứng em, tay lầu tay. Đúng rồi. Em nghĩ là kiểu mỗi lượt của mỗi người nghe một hai câu thôi á, xong mình ghép lại với mình nhau. Mình ghép lại nhau đi. Xin mời, mời. Tuấn Trần, 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 Trần lặp lại. Sáng sẽ công, sẽ sáng giữ sẽ liêu, liêu sẽ sáng. Công sẽ sáng sự hòa, sáng sẽ công. Liêu công, liêu công sẽ sự. Giai điệu còn không nhớ. Công công sẽ sáng sẽ hò sáng sư công. Hò gì ta? Đầu tiên là gì ta? Hò là hò sư sáng. Hò sẽ công sẽ thất bại. Trương Quỳnh Anh. Hò hò sáng sẽ công, sẽ sáng sư sẽ liêu, liêu sẽ sáng. Công sẽ sáng sư hò, sáng sẽ công. Liêu công, liêu công sẽ sư. Trương Quỳnh Anh thất bại. Em thấy là bây giờ nếu mà giờ mình sẽ bị cuốn theo cái câu cú mình quên câu đầu. Bây giờ mỗi người nhớ một câu đây, em sẽ nhớ câu đầu nè. Vậy thì nhớ câu 2, nhớ câu 3, câu 4, câu 5. Nhớ câu đầu đi, câu đầu thấy dễ nhất nha. Giờ nhớ câu đầu nè. Chị nhớ câu đầu đi. Xin mời Song Luân. Hò hò sáng sẽ công, sẽ sáng sư sẽ liêu, liêu sẽ sáng. Công sẽ sáng sư hò, sáng sẽ công. Liêu công, liêu công sẽ sư. Sáng sẽ công, sẽ sáng sư sẽ liêu, sẽ sáng sư sẽ liêu. Ta 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 ta. Thất bại. Hà Vịnh Hoàng. Hò hò sang sẽ công, sẽ sang sự sẽ liêu. Tiếp. Sư sẽ liêu. Sư sẽ liêu, công sẽ sang. Không phải liêu, không phải liêu, không phải liêu. Sư sẽ đúng rồi nè, công sư sẽ sang. Sư sẽ sang. Sư sẽ sang. Không phải sư, nó là liêu á. Liêu sẽ sang, công sẽ sang hả? À đúng rồi. Hò hò sang sẽ công, sẽ sang sự sẽ liêu, liêu sẽ sang. Đúng rồi đó, công sẽ sang sẽ hò, sẽ hò. Công sẽ sang gì chưa? Công sẽ sang sẽ hò. Để cho người này đọc nè. Nãy đọc nãy nhớ mà sẽ giờ quên rồi. Công sẽ sang sẽ hò, sang sẽ công, sang sự công, sang sự công. Liêu sang sẽ sự. Đúng rồi. Em đang thất bại. Như là tờ giấy trắng mà mình được cái là mình cảm thấy cũng may, là tại vì không phải là một mình Harry là tờ giấy trắng mà là Việt Hoàng cũng là tờ giấy trắng giống như Harry, cho nên Harry được ăn ngủ lắm. Tiếp cứ đọc đi, đến khi nào đường đến ai cứ đọc. Này đó. Mời Tuấn Trần. Hiểu công em ơi. Rồi rồi bây giờ nha. Hò sang sẽ công, liễu sang sẽ sẽ liễu sang sư sẽ liễu, liễu sẽ sang. Công sẽ sang sự thất bại. Hò sang sẽ công, liễu sang sẽ liêu, liêu sẽ sang. Công sẽ công sẽ sang, công sẽ sang sự hò sang sẽ công, liễu công sẽ sự.
Chúc mừng Harry Won. Tử quy từ. Xin mời Trương Quỳnh Anh. Càng về sau thì cái thử thách nó càng khó và nó càng dài ra, là mình không có hiểu được cái nghĩa rõ ràng của nó như thế nào. Thì làm sao mà mình có thể hát ra được một cái đoạn nó quá là trời dài như vậy được. Bây giờ mình chia câu ra tiếp đi chứ giờ mình nhớ không nổi không đâu. Nhớ nổi đâu. Bây giờ như là tới mấy đoạn nữa mình chia đoạn ra nhớ luôn không? Mình mỗi người phải nhớ bây hai câu. Nhớ bây giờ nhớ, nhớ hai câu đi. Bây giờ mọi người tự chọn đi. Hai đi chọn hai câu đầu nhé. Rồi em nhớ hai câu. Tiếp hai câu đầu nữa không? Thôi, bây giờ đi khỏi nhớ. Ừ, bây giờ bốn mình chia ra. Bây giờ nha, bốn mình nha. Ờ. Bây giờ anh giơ tay lên, anh nhớ đến khi nào anh bỏ tay xuống là người ta bên này rồi, nhớ. Ok. Ok nha. Ok. Okay. Rồi. Ô ô ô sáng ô liêu cầm liêu à. Ô ô ô. Hai câu không thể được, anh phải nhớ nhiều hơn. Em chỉ nhớ được cái giai điệu thôi chứ giờ mà kêu nhớ lời là khó. Tăng 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 ô ô ô sáng ô sáng ô liêu cộng 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 liêu cộng cộng liêu không phải cộng cộng liêu cộng cộng liêu cộng xê sàng sự sàng xê công sự công sự công sự công sự đó nó có cái công sự ô liêu cộng liêu ô hai ba ô ô ô sáng ô liêu cộng liêu ô ô ô sáng ô sáng ô liêu cộng công liêu công xe sang sự sang xe công sự công sự công sự công sự công xe sang xe sự sang xe công sang công công sự công sự liêu sáng u liêu công liêu u. Không biết quán này sao luôn. Trời ơi. Ồ ồ. Bạn thi ổn không? Không, ở đây có một người người ủa thì một, một trai Bắc với lại một gái Hàn đây là nghe cái này là đúng là kiểu gọi là đúng. Lần đầu nghe lần đầu học là không biết luôn. Kìa kìa kìa. Thật cái gì vậy? 2 đồng rưỡi. Ngồi nghe ngồi nghe ngồi nghe. 3 đồng 2. Cô Tài Linh này hồi xưa có cái vở gì mà hoa hậu không đầu á. Sợ lắm luôn á. Coi sợ không chết luôn á. Uống đậu đỏ bánh lọt á nghe. Chứ đừng có ăn cà lem đau bụng mà. Mà có chai dầu gió nữa nè. Rủi có nhức đầu sổ mũi sức. Uống nhớ được cái gì thôi. Ê ví dụ như phải chi nó lên cái câu giọng cổ mà. Thử xơi tung gì á. Thử xơi tung lên thử nào. Thử xơi tung à, lên mình, nào mình mở cái này lên. À nó sẽ có những tờ giấy. À, mình nghĩ là nó sẽ có những tờ giấy gì đó không? À, đây, 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 mọi người có điều tờ giấy, hay chỉ là ráp lại á. Không, cái này. Dỡ cái này lên giùm đi con. Đúng không? Đây, 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 đây. Đây, bây giờ mình ráp lại coi. Ây dạ. Ây, mình bỏ xuống dưới đất đi, cho dễ. Ờ, đến cái này là em bắt đầu, em nghĩ là em bắt đầu có tác dụng rồi á. Cái này là trên nè. Đúng rồi, đúng rồi đó, đúng rồi. Ô, Hoàng ơi, Hoàng ngồi, ngồi. Thôi Hoàng ngồi đi, Hoàng ngồi đi. Mọi người tắt ra cho em ngồi. Thôi, thôi, thôi. Đây, đây, đây. Em ngồi đi, em ngồi đi. Đây, 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 đây. Em ngồi đây cho.
em thấy chắc ngồi ghế này. Cái này là cái gì? À, cái này giống chơi mấy em bé mà nó chơi nó khoanh cái chữ đúng lại đó, phải không? Đúng, đúng không? Quan trọng là cái cụm từ mình nó bao nhiêu chữ á. Em nhìn thấy chữ Harry kìa. Nhìn thấy chữ Trương Quyền Anh. À, thiếu chữ N. Ê, có cái nào là mình tìm Tấn Trần thiếu chữ N tiếp kìa. Ơ kìa. Ủa tại sao thiếu chữ N? Sao toàn thiếu chữ N ta? Ờ, Luân cũng thiếu kìa, xong Luân thiếu chữ N kìa. Ôi, trời kéo câu giọng cổ cái là những đứt rộng. Giọng đàn ông luôn á. Bởi vậy mới nói là cái giọng của những cái người mà hồi xưa mà hát những cái này nè. Khó lắm. Là phải hơi kinh khủng lắm luôn á. Ê, cuối cùng mình phải kiếm cái gì ở đây nhỉ? Kiếm cụm từ có khi nào là mình phải kiếm một cái cụm từ nó tên đúng không, tại vì hồi nãy giờ toàn là xung quanh là những cái tên không à. Hồng đêm nó cũng không ra nghĩa. Sự sam. Sự sang không? Hò sự sang, hò sự sang cộng dê cống. Sự sang kê cống nó là nói về năm cái nốt đó thôi à. Ừ. Ngũ cung thôi à. Thành ngang đi. Cái chiều chiều cái gì kìa? Đâu đâu đâu, chiều chiều đâu? Chiều biết chiều chiều, biết chiều chiều, biết chiều chiều. Trốn thanh, trốn thanh gì? Trốn thành đô, thành đô. Trốn thành xe rực rỡ. Trốn thành đô nhà xe rực rỡ. Trốn thành đô nhà xe rực rỡ. Là Lăng và Điệp luôn này. Lăng và Điệp. Điệp ơi mai lên trốn thành đô nhà xe rực rỡ. Xin đừng quên bến đò ngang con sông nhỏ trốn quê xưa em nhỏ. Gió mong chờ. Đây đúng không? Chỗ nhà xe giữa là đây còn gì? Mình phải lên đấy. Ê, chứ. Phải lên tìm chứ đúng không? Mình phải lên đấy chứ đúng không? À đi 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 cứ nè. Trả hết buồn vui thỏa thiếu thời về ngày đôi lứa hẹn chẳng thời rồi. Điệp trọn tình nên duyên thắm khoát, lan khoát nâu sầu dứt sầu vơi. Mọi người thử nhìn nhá. Ở đây này. Đây là trả về cho Lan này. Đây là trả về cho Lan này. Mình là mình phải trả lại mình gì đó cho mình. Mình phải về lại cái chốn cũ. Về lại cái chốn cũ là trốn thành đô nhà xe được đỡ để mình kiếm món đồ để mình trả cho Lan đúng không? Đúng rồi. Mà ngay cái chỗ hồi nãy là nó có một cái cửa sổ á. Cái cửa sổ mà sáng mở cái đĩa lên. Bitexco hả? Có Bitexco á. Đi về chỗ cũ đi rồi tính. Mình đi về chỗ cũ thì mình... Đúng rồi, đúng rồi. Đi về chỗ đĩa thang á. Vô. Ôi giời. Ê mọi người ơi. Ôi cái phần này thay đổi rồi phòng kìa. Phòng này khác. Ủa cái máy nè. Nè ý là hồi nãy nói là ngay đây nè. Đúng rồi, với lại nó có cái hộp này. Ủa. Chuyện chúng mình. Mình thấy radio là chắc chắn là trong đó mình phải có cái cuộn băng. Nếu không có cuộn băng thì chúng ta phải kiếm cái cuộn băng đó. Cho nên Harry mở cái là nó thấy có cuộn băng số 1 thì mình mở thử và mình cảm thấy là mọi người cũng nói là ê cái này phải có chắc chắn những cái con số khác là mọi người kiếm. Trời Harry kiếm được 3 cuộn nữa. Trời ơi Harry cảm thấy rất là sốt sắng. Hôm nay nói chung là Harry cảm thấy là hơn tới. Chuyện chúng mình phải là một cái vỏ cải lương không? Đâu mình nghe thứ gọi mình bật cassette mình nghe thứ. Phải có phải nha. Một cái vỏ cải lương. Play nè. Dạ. Ui. Trời. Nó hồn hoài luôn á. Nhưng mà giống có con ngựa ô tăng 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 tăng. Ủa quay từ ở đây có một cái băng nữa nè mọi người. Bỏ vô tiếp đi. Ê đây là để số 2 hả? Sao? Số 8. Ê vậy có nghĩa là bây giờ mình phải tìm ra mấy cái băng như vậy. À 8 cái băng theo từng thứ tự. Thứ tự từng khúc á. Ê có cái đàn nữa nè mọi người. Thứ tự từng khúc. Có không đi? Hai đi đã kiếm được 3 cái. 3 cái hả? Yes. Ê cái đàn có số nữa nè. Cái đàn có số. Xếp vào đi. 5, 6, 9, số 8. 8 à. Giờ còn 2, 3, 4, 7. À đây là 1 5 6, 9. Không hoặc là nó là 5 có số ở đây thì sao hả? Yên, anh đi. Ê trong này nó có một cái hộp nữa nè. Ê đây có lấy ra luôn đi để lát mình bỏ ra nó trộn sao nhiều hộp. Thật ra anh nghĩ là trong đây nó sẽ có những cái băng. Băng
để mà em nghe được từ đầu tới cuối để mình ráp lại hành ra bài. Vậy là trong đây có băng không ta? Có, bây giờ đây này, không, từ từ, ở đây có cái ý này, băng hỏi chấm này. Băng bằng hỏi chấm. Có dấu băng và dấu hỏi chấm ở đây. Khoan tự, Harry hồi nãy đây, hai cái hộp. Mình đang thiếu mấy không, số? Đây là khoang thôi. 2 3 4 7. No. 2 3 4 7 là 4 số. 7 8 là khoang đàn 1 2 3 4 5 6. Đúng rồi, đúng rồi. Khoang nó là khoang hay ừ. Nãy mò rồi không thấy nha. Ở dưới đây có không? Không, dưới đây không có. Thử nghe cái số 2 nha mọi người. Ê, đây 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 đây. Ê, ba cái luôn nè, ba cái luôn nè. Hay quá. Ui nhiều á. Ủa sao ba cái băng luôn nè? Ờ, ba cái hộp. Ba hộp. Băng đủ luôn nè, 3, 4, 7 luôn nè. Ơ? Đó, là cái nô tiếp. Là bài gì nhỉ? Lấy cái bông, bông trắng rồi lại vàng bông. Băng số 3. Rồi, bây giờ mình sẽ ra. Ơ, băng số 1 là gì ạ? Băng số 1 là Lý Ngộ. Lý Ngộ. Băng số 3. Tăng 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 tăng. Tăng 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 tăng. Sao em nghe cái tempo nó hơi khác nhỉ? Ờ, tempo nó hơi khác. Thật ra nó có giống. Thật ra nó có giống. Nó có giống nhưng mà tempo hơi khác. Lát mình tua lại sau. Bỏ số 3 ra. Bằng số 4 nha. Tăng 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 tăng. Chắc ai vô tình. Tăng 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 tăng. Chắc ai vô tình. Chết ai vô tình. Bây giờ mình ghi lại đi, số 1. Không, không em nhớ được, em nhớ được, em nhớ được. Số 1 là Lý Ngộ. Số 1 là Lý Ngộ, số 2 là Lý Cây Bông. Số 3 chưa biết, số 4 là chắc ai vô tình. Số 5. Là vẫn là Lý Cây Bông. Lý Cây Bông, Lý Cây Bông. Để nó cùng với cái, để nó cùng với số 2. Đây. Ê, vậy là nhiều khi là hai băng cùng giống gì là số 1 với số 3 là hoàn là giống cùng. Ờ đúng rồi, băng số 6. Băng số 6. À, bạn mình ơi, nhau gì cũng xa nhau rồi. Cái vô tình. Đây, nó vô khuôn. Là số 4, số 4, 4, 6. À, cặp, nó đi theo cặp đó. Rồi, băng số 7. Lý Cô. Đây, băng số 8. Vẫn nó. Số 5 là gì ạ? À đâu? Đây. Khoan từ. Vậy cùng vậy có nghĩa là ba cái băng này có nghĩa là ba số trong cái ba cái hộp này rồi. Đúng rồi. Ba số trong hộp đúng rồi. Bây giờ nghe cái số 9 á. Số 9 nè. Băng số 9. Lấy cái bông. Ví dụ có thể là băng số 9 nó là cái phần đầu, còn băng số 2 nó là phần cuối á. Có nghĩa là bây giờ mình lấy cái cụm 3 băng đó ra rồi xong mình nghe lại cái giai điệu nó kêu rồi. Cái này là 5 với mấy? Đây là 5, đây là 5 á. Thôi vậy mình nghe cái một trước đây nè. Không, vừa nãy mình đang nghe 259. 259 rồi đúng không? Vậy bây giờ mình nghe lại 259 đi. Thôi nghe lại từ đầu á. Số 2 trước nè. Số 2 đúng không? Ok. Số 2. Lấy cái bông. Hai trước. Hai. Hai xong đến 295. Tăng. Không phải nha. Cái này không phải. Ủa cái 295 của em này, 295 của em. Ok. Hay quá. Cái là gì ạ? Em mở ra trước đi. Thuốc. Mình nghe mấy cái này. Bây giờ mình tới cái bộ này nha. Tới cái bộ 468 nha. Nó cứng ngắt rồi ta. Để em mở cho. 4. Vô tình đời theo duyên mới. Rồi. Cái 4 là cái ở giữa. Cái giữa. Bây giờ con số 6 phải số đầu không nha? Số 6. 6, 4, 8 hả? Rồi, 6. Số 6. Rồi, cái đầu tiên rồi. Số 6 luôn. 6, 4, 8 hoặc là 6, 8, 4 thôi. À, đi. 6, vậy là 6, 8, 4. 6, 8, 4, đó. Vậy là còn cái này thôi.
một luôn, một luôn. 137 hay 173 gì đó. 137 hoặc 173 thôi. Số 3. Rồi 137, 137. Ok ok, 137. Đó. Đấy, rồi, xong. Rồi. Chị Harry hình như đang tìm được cái gì rồi á? Năm cái nút rồi, kìa, mình gắt rồi. Mình tìm được nha. Rồi, đang cẩn thận, cẩn 3, thận. 3 4. Nhưng mà mình không biết cái này là số 6 hay là số số y. Không, hay là cái này là đúng. Khoan, cái này mình nghĩ là cái này số màu đỏ hơn. Cái bên này có hai không? Ở bên này cũng có nè mọi người. Dừng hẳn là 2 giây. Ê, gì bỏ xuống đất đi. Khoan từ mọi người. Ê mọi người ơi, cái này có nó không nhiều cái năm này nữa nè. Ê, cái mình cẩn thận, mình bị lệch số nha, cẩn thận mình bị coi nhường bị gây nhiễu nha. Bằng ở đây tức là tổng đúng không hay là sao? Đúng rồi, nói chung là ở đây là nó mỗi cái là 5 miếng. Đúng rồi, đúng rồi. Đây cái này 5 miếng nha. Cái này cũng 5 miếng. Thế là mình cộng tổng á, mình sẽ có hai số có 5 chữ số. Thì số 6 thì mình tất. Em có thấy là bên đây cái màu nó khác. Nhiều khi là bây giờ mình phải tìm một bảng màu bên đây á. Đây nè, bên này có màu bên đó mà. Không, không có, không có. Nhưng mà nó không có đủ 10 cái. Không cần, đây nè, màu này đúng rồi nè. Cái cam này giống màu này. Rồi vậy còn 4 màu còn lại mình phải tìm không? Cái màu này có không? Không, cái này có nè, cái này có nè, cái này có nè. Nè. Đó. Đây nè cái hộ phách nè. Mình chỉ bỏ cái đó vô thôi. Cái này là cái xà cừ này nè. Số mấy? Bỏ đây đem, bỏ đây. Số 3 nè. Số 3 mình đắp đó thôi. Ê. Cái này số 3. Bây giờ mình mở rồi đi. Cái này là số mấy? Từ chưa có. Cái này em cảm giác là số 3 luôn á, nó trùng số 3 luôn á chị. Nó trùng luôn á. Trùng luôn, cái này số 3 luôn. Đây cái hồng kia là bên kia kìa luôn. Ê, I know. Bên kia. No. Ở đây nó có mấy cái số đó đó. Đây. À, vậy là không. Vậy là mình tính cái màu này nè ra cái đúng số. Rồi, nó còn hai cái đấy nữa. Có hai màu này không? Số 4, số 1 kìa. Ờ. Nó có một số tương ứng. Mọi người cẩn thận bị lẫn số nha. Đây, cái này là màu, cái này là số gì nè? Ủa, bây giờ là mình có thể mình lấy ra mình dán lên mà. Số này là số này nè. Đây là khoang 1 thì đây sẽ là khoang 2. Cái này khoang 1 á hả? Nếu như mà theo đàn guitar thì đây là khoang 1. Đúng rồi, 2. Thì cái này là số 2 hay là số 1? Số 2. Số 2. Đúng rồi, tại vấn đề mọi người phải biết vậy nè. Tại vì bây giờ ở trên này nó đang thiếu số 2 với số 5. Thì cái này chắc chắn là số 2, cái này là số 5. Tại vì ở đây 1 6 3 4 7 thì đây thiếu số 2, số 5, cái này là 2 nè, cái này là 5 nè. Vậy mình lấy cái này lấy ghép thôi xong. Không cần lấy ra đâu. Mình nhớ so sánh màu. Vậy cái màu này nó dính với cái màu nào? Nếu mà như vậy là nó mới chỉ có cái 9 cái. Cái này nó có màu xanh lá này nè, đúng không? Không có. Cái này không màu xanh lá hả? Có một cái nó xuất hiện nó hai lần. Nó là một mảng của xanh lá chứ. Ồ, chị cũng nghĩ là chị cũng nghĩ vậy á. Ví dụ hai cái đầu tiên của cái áo xanh kia là giống nhau. Giống nè. Thì cái này màu cam, cái này màu cam. Màu hồng là cái màu hồng này đậm lắm. Cái này là cái này nè. Cái đó là cái này nè chị. Đúng rồi, nó đó. Đúng rồi, nó là cái là vậy. Cái này là cái này nè, cái này không phải là màu hồng đâu. Thì em nghĩ là cái đấy nó cũng là một số 5 chữ số này. Cái này cũng một số 5 chữ số. Ở đây nó có dấu bằng. Em nghĩ là cộng vào. Cộng hai cái cộng vào. Em nghĩ thế. Nhưng mà có nhiều cái tính khác mà. Đâu như thế là phải cộng. Nhưng mà nếu mà nhân hai số có 5 chữ số hay là chia thì không bao giờ được. Không bao giờ ra đâu. Chỉ có cộng hoặc trừ thôi. Bây giờ mình lấy phấn nè. Mình ra mình nốt lại cái đi. Đúng rồi. Ok. Chứ nhiều khi là mình không đây, nhớ nổi đâu. Nốt lại ở đây đi. Cái kia là... Cái này đi. 1 hả? 1 cái này nè, bây giờ cái này 1 hay 6 nè, anh không, thấy cái này màu, bây giờ quan trọng là một mấy không khác không nhau. Cái này cũng là màu đó đó chị, màu... khác nhau anh thấy sao nó khác, thấy nhau khác nhau mà em thấy khác nhau nè, thấy không, màu hồng một cái màu hồng cái đều màu hồng mà mọi người sao vậy? Không, cái này thì hơi bị nhạt so với cái này. Thật ra là nó đợi xem nếu như mà Harry chị chuyển qua góc độ như thế này, quan trọng là ánh sáng. Tại vì nó là cái không. Dạng xà cừ cho nên là mỗi người đứng ở một cái góc rồi nó ánh sáng nó sẽ khác nếu nhau. Nếu như mà bây giờ nó khác nhau, nó giống nhau đi vậy thôi, vậy sao một cái số 1 cái số 6? Thì có thể là 2 số 1 hoặc là 2 số 6 mà. Đâu, cái này mình đang phải cộng mà. Nhưng mà mình một số có thể lặp lại nhiều lần mà. Có nghĩa là đúng rồi. Cái là nhiều khi số 6 này sẽ lặp lại số 6 bên kia, rồi xong anh lấy 5 chữ số này là ví dụ ở đây có thể là 11 hoặc là 66 chẳng hạn. Đúng, vậy mình chọn cái nào để mình thế vô đây? Em thì em thấy số 1 giống hơn. Thì bởi đúng vậy. Rồi, em cũng thấy số 1, anh cứ để thử đi. 113. Khoan quay. 34. Cái 3. Này 11343. Cái số cuối cùng có phải là 3 không hay là 5? 3. 5 hay là cái này là cái này 3 là 5. Đây là 3 nè. 3. 3. Bây giờ 11343 em note anh thêm cái là 61343 đi. Trường hợp là mình thay cái số đầu tiên là 6. Có 116, 66 đây, mình em ghi hết ở đây luôn. Đúng rồi. Cái này là 5 ở trên cái cần đàn đúng không?
5 á. Giống không? Phải. Không giống lắm nha. Cái salad cây là 2. Đúng mà. Rồi cũng giống á, giống. Sao rồi rồi đúng giống 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 giống, giống 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 giống. Nếu 5 3 rồi, 5 3 7, 7 4 5. Thì nó tính cộng coi. Là 6 4. Đây đây em đang cộng 88086 là 65088. 65088 cộng lại 65088 đúng rồi. Hoặc là bây giờ nếu như mà em thực hiện phép trừ thì là cái này phải là số 6. Cái này là 61343. Cũng không được. Để coi lại nha. Là cái này chắc chắn nè. 1 nè. Đang cảm giác là 4 cái này là cùng 1 nè. 4 cái này cùng 1 nè. Nhưng mà khi mà mình nhìn ở góc này nè, là hai cái này màu hồng nè. Nè nhìn nè. Nhìn nè. Cái này với cái này màu có hồng nghĩa là, nhưng nè, mà nhìn ở góc độ này là cái này hồng với màu đỏ. Đỏ. Tại vì nó là ánh sáng thôi. Bây giờ mình không cần quan trọng nó là hồng hay đỏ. Chỉ cần biết quan trọng nó là cùng chất thôi. 53745 6154 61543 61543. Đây, mọi người có thể nhìn đây. Mọi người có thể nhìn. Nhưng mà cái này với cái này là một, nhưng mà nó không phải là cái này. Không, nó em nghĩ nó là cái này á. Tại vì nó chỉ có hai loại thôi. Nó chỉ có hai loại. Là số 3 là cái này. Có nghĩa là tự mình đang làm rối lên đúng không? Đúng rồi, mình không cần phải nghĩ. Tại vì đây rõ ràng là số 3 nó là vân dọc. Bây giờ ví dụ mình làm cho nó về chung một kiểu giống giống nhau hết thôi, coi mình tính ra đi. Thì ví dụ nha, bên này mình tính được là 1, 3. Thì cái này là 5 đi. Đồng. Là 5 thì là nhưng cái này cũng 5. Là 1, 1, 3, 4, 5. Còn bên này sẽ là 5, 5, 7, 4, 4, 5. 5, 5, 1, 1, 1, 3, 4, 5. 3, 4, 5. 5, 5, 7, 4, 5. 5, 5, 7, 4, 5. Đúng không? Trời ơi, trầm cảm quá. Có ai biết chơi cái này không? Ý là bây giờ mình không biết cộng hay trừ đúng không? Này phải cộng đúng không? Cái này là cái này nãy mình lấy là số 7, số 5 hả? Anh không nghĩ cái này lỡ cái này không phải số 5 sao? Mọi người ơi. Vừa nãy mọi người lấy hai cái áo ở đâu ạ? À? À, đây. Bên đây hai cái. Trừ ghê. Kia là dấu trừ mà. Dấu trừ. Ấy. À. Ê, cho một cái viết, cho một cái viết, cho một cái viết, cho một cái viết. Ủa nhỏ. Thiệt nhỏ. Xin giới thiệu hợp âm pha trưởng phiên bản đàn 2 giây. Ê, đúng là trừ kìa. Em nghĩ là phép trừ là đúng rồi á. Bây giờ mình chỉ trừ đó. Mình chỉ thay các cặp số thôi. Cái này là 3, cái này là 3, không phải là 2. Bây giờ thử nha. Thử đi 4 nè. Rồi bây giờ là cái con số này đầu tiên nè. Rồi cái con số nãy em nói là 53745 nè. Với con số này 113 113 45 3, 4, 5. Ê, 11343 chứ. Dạ nè, yes. Ủa, 42513 thôi. Đây, lấy cái này, lấy cái ở trên trừ cái ở dưới ra 44. Nhưng mà là số như nào? Có nghĩa là mình đúng rồi, nhưng mà hồi nãy chị mới hỏi là cộng hay trừ. Thì bên đó nó trừ thì lấy cái số lớn thì là 5 năm đúng không? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Thì rõ ràng là vạch dọc có vẹt ngang là không đúng rồi. Yes. Ấy, cho chàng hóa tay chị Trương Quỳnh Anh. Hay nhưng quá. Mà trong em có gì ạ? À? Chai dầu. Vẫn là chả, chả hả? À, cái kỷ vật của Lan. Vậy nếu mà như vậy là mình phải về lại phòng của Lan. Ờ đúng rồi, vô. Vậy mình phải đem cái này đem đi trả cho. Vậy là phòng này mình xong luôn rồi phải không? Xong rồi. Ê, đứng xuống đây chị. Rồi đứng xuống đây, đứng ngoài đây, đứng ngoài đây. Vậy là cái hướng mà đưa là đưa tiền với lại một chai dầu gió. Đúng. Hào hán, hào hán. Ui dồ. Vân Tiên, Kiều Nguyệt Nga. Ui dồ, cái này thông minh quá, chương trình lần này thông minh dã man luôn á. Thì là cái lúc đó mọi người cũng đang trông chờ là không biết cái bước tiếp theo nên làm gì. Thì khi mà xoay ra một cái thì lại thấy bất ngờ hơn khi mà mình thấy được là những bộ trang phục hay là những cái dụng cụ cũng như là đạo cụ của những cái tác phẩm. Mình cảm thấy là ô trời,
quá trời giá trị cho trong cái game này luôn. Đấy, vậy là hả? Mình lại phải đưa cái gì về đúng, đúng rồi, mình lại phải đi tìm đồ mình, tìm mình... cái đồ của Lục Vân Tiên. Lục Vân Tiên, Kiều Nguyệt Nga đúng không? Nếu như mình suy luận theo cái hướng là mình sẽ lại phải quay trở về một phòng nào đấy để nhận. Giờ mình phải đi vòng lại. Ôi giật mình, trời ơi. Ôi giật mình, trời ơi. Chỉ gặp gỡ xuân là có tiếng bèo đưa, nhưng đây đã gọi là tao ngộ thì há dễ quên nhau. Ân nhân không đơn hà thế, thì đây chỉ trăm kỷ niệm của thân mẫu ngày xưa. Đêm xin dân tặng cho ai mà nghe như giữa tim này sống nhỏ. Hồi nãy mọi người có để ý là của trên vai của Lục Vân Tiên như là chỉ có tay nãy cái kia thôi đúng không? Cái tay vật mà tay nãy hay là một cái gì đó đang đeo trên vai thôi đúng không? Chứ hồi nãy trong cái câu hát nó không có liên quan tới cái vật. Thì tay nải là trong chuyện Lục Vân Tiên có nói mà. Ý Tuấn đang nói là muốn kiếm lại cái tay nải cho Lục Vân Tiên. Tay nải ở trong cái phòng khác đúng không ta? Tại vì trong lời bài hát nó trong cái này cũng có một cái tay nải nè. Đúng rồi. Lục Vân Tiên lúc mà đang đi trên đường nè. Khi mà tự nhiên đùng một cái mình kiếm được cái những món đó, tự nhiên cái cánh cửa nó tự động xoay. Mà khi mà cánh cửa tự động xoay nó lại ra một cái thử thách mới. Và nó liên kết lại cái phòng xa hơn nữa. Thì mình cảm thấy ô, tính ra đồ ngũ biên kịch đó kiểu sao ta? Mọi người tính toán được cái chi ly tiểu tiết để mà tất cả mọi thứ nó liên kết với nhau. Thì thật sự là mình nói mình nể nhiều quá thì nó sẽ bị nhàm, nhưng mà thật sự là Tuấn rất là bất ngờ với những cái chi tiết đó. Chính trong một ai bây giờ mình đi vòng về đi, nhiều khi biết đâu mình đi tìm một cái đồ của Lục Vân Tiên không. Đi vô. Có số nè. Số nhiều khi là Lục Thập Hoa Giác. Lục Thập Hoa Giác đó là ngày điên, ngày ngày diễn thân. Tất cả những năm này đều là năm canh thân. Đúng rồi, nó đều cách nhau 60 năm. 60 năm. 1860, 1980, 20. Dưới ánh đèn sân khấu, người nghệ sĩ mang nhiều mặt nạ khác nhau. Dưới ánh đèn sân khấu, người nghệ sĩ mang nhiều. Người nghệ sĩ mang nhiều mặt nạ khác nhau. Dưới ánh đèn sân khấu. Gánh hát tân thân. Nhưng mà tại sao ba cái màu khác nhau nhỉ? Kìa, tháng 6 năm canh thân kìa. Đây nè, màu đỏ là ngày diễn nè, màu tím là ngày nghỉ. Rồi màu đỏ màu là cam nè, màu cam của nó nè. Ngày đây, màu đỏ là ngày nghỉ nè, ngày diễn nè. Màu tím nè dần. Là ngày nghỉ nè. Kỷ Dậu, Bính Thân. Vậy cứ là màu đỏ, vậy mình giờ mình nói là những ngày diễn đi, là ngày Ất Mùi, ngày Nhâm Dần, Kỷ Dậu. Này mọi người, Bính Thân. Ở đây có nhiều khóa lắm này. Mình sẽ phải giải những cái này đúng không? Yeah. Với lại mọi người để ý nè, đây là tất cả con số nè. Không ai nhìn thấy, mấy con số này là liên quan tới cái gì nè? Không có mấy cái nào bắt được cái này hả? Cái này cũng có hợp nữa nè. Với lại tất cả mọi năm là đều cách 60 năm. Ví dụ như là Tuấn Nhâm Thân đi, thì cách 60 năm nữa sẽ có một cái năm là năm Nhâm Thân. Cùng cái tên mình luôn. Cái gì em cũng như là cái tuổi của mình á. Cái tuổi như là cái đây này mọi người, nó có cái này Lục Thập Hoa Giáp á. Lục Thập là không thập 6. Là 10. Ủa thập. Lục thập, thập là tức là 60. 60 năm thì cái giáp này nó sẽ lặp lại một lần. Rồi quay lại cái con giáp của Ari. Hiểu. 1008 nè. Trong này có gì không ạ? Không, chỉ có rồi. Mở hết mấy này chưa? Mở rồi. Thế thì với anh đèn sân khấu dở các bạn, bàn đi lên nữa coi con.
Không phải, phải cái số này, số này. Nhưng mà cái này cũng có thể là giống như là nhiều cảm xúc khác nhau, chứ đâu nhất thiết là phải mặt nạ đâu. Ví dụ như trên sân khấu là có thể là vui này kia, nhưng mà nhiều khi có nỗi buồn mình phải nén lại. Khi mình lên sân khấu mình phải nén bằng cái năng lượng tích cực cho mọi người mình hát. Nguyễn Đình Chiểu là tác giả của Vương Tiên sao? Nhưng mà liệu có xa đến mức đấy không? Không, có thể em. Thì cái năm đó là bao nhiêu? Trong cuộc đời của Nguyễn Đình Chiểu thì ông ấy sẽ sống qua năm Canh Thân là năm... Hình như là 1860. 1860 thì phải. Cái gì kìa? Đó. Lý do kìa. Nhận diện gương mặt sai. À, gì là mình phải mặt nạ khác nhau. Vô gương mặt từng người đi. Hay vô gương mặt khoan từ nhiều mặt nạ khác nhau, có khi nào bây giờ mặt từng người thử coi. Mặt đen nè, đen mặt từng người nè. Ở xong. Nhận diện gương mặt sai. Luôn gương mặt này sai. Nhận diện gương mặt sai. Hay là cái mặt đây, nào vô, mà liên vô, quan vô, tới vô, cái vô, cái vô, cái vô, cái người vô. Nghệ sĩ đó ta. Nhận diện gương mặt sai. Vậy như vậy là nó phải nằm ở trong đâu đó những cái hai cái mặt này nè, trong hai cái tủ này nè. Ê bây giờ cũng có thể. Đúng rồi. Nó phải nằm trong hai tủ tay đi, cái này nó hai cái ổ khóa mà, ổ khóa thôi à. Mọi người có để ý là ở đây nhá, có tất cả những năm Canh Thân từ năm 1800 đến bây đến năm 2100 nhưng mà bị thiếu một năm. 1920. Đấy là thiếu một năm 1920. Mình thử mở xem có cái nào là 1920 không? Anh nghĩ cái này xấu quá. Cái đó chưa đâu. Cái này không được. Trời xuất sắc quá, coi chừng tay. Ấy gì là ngày lễ vô tôi sẽ cái gì đây này, son này, trang điểm á hả? Không có, cái này ok, rồi, để bên đây ha. Ồ. Cái này là phải cái đánh son không? Để cái này là màu đen giống như chân mày nhờ. Cái chân mày hả? Hồi xưa hả? Nó thật tay vô thử có phải không? Ồ, cái này là viết cái gì á? Dưới ánh đèn sân khấu nghệ sĩ mang nhiều mặt nạ khác nhau cũng vậy à? Khoan từ từ. Sao ở bức tranh này là lễ dỗ tổ nghề sân khấu, có khi nào là ngày dỗ tổ sân khấu không ta? Là ngày 12/08 không ta? Cái này là... 12 hả? 12/08 hả? 12/08 âm lịch. Hoặc là... Nói chung 3 ngày nhưng mà ngày chính là 12/08 âm lịch. Được rồi. Là anh Tuấn bảo là... 12/08 là ngày dỗ tổ sân khấu. Cái mật mã về ngày dỗ tổ sân khấu là những cái đóng góp mà nếu như mà không có anh Tuấn thì chắc chắn mình không thể giải ra được. Ok. Đây. Ê, mình phải hóa trang theo những cái gương mặt này. Không, nhiều mặt nạ khác nhau, có khi nào là mình scan cái này không? Scan này. Scan từng mặt không? Đúng, scan. Vì mình scan thử từng mặt đi. Ê, thôi, khoan. Ê, có dòng chữ gì á? Nhiều khi á là mình scan cái khuôn mặt nào là cái khuôn mặt trong cái tuồng Lục Vân Tiên không? Ồ đúng. Tại vì cái này có thể là rất nhiều nghệ sĩ. Nhưng mà có một cái chữ gì nè. Dưới đèn sân khấu nhiều người mang mặt nạ khác nhau. Ủa hình như là cái này nãy giờ một người nha mọi người. Hình như là một người á. Nhưng mà nhiều hình tượng. Nhiều hình tượng thôi. Cái là này là nhiều mặt nạ đó. Vậy là nhiều mặt nạ đó. Thì bây giờ cứ lục ra từng tờ đi. Ê hình như cái này là một nghệ sĩ. Đây là gương mặt đúng. Đây. Đây. Mình scan thử coi. Scan. Nhận diện gương mặt. Chính xác. Đúng rồi kìa. Ê. Cái gì đó. Ê, hoa với lại mọi thứ này hình như đem cái này qua đó. Ai kiếm cái này vậy? Cái tủ nó tự động mở. Lại phải là mình mở cái kia mật thất này tự mở á. À, cái tay nải nè. Tay nải của Lục Vân Tiên. Đúng rồi. Ê, khoan từ từ, nếu mà tay nải của Lục Vân Lệ. Lệ là hoa cũng là lệ, khóc thương đời bảy phần dịu vơi cô ngước lên trời. Mắt thời ngân ngứ, lòng thời hân hoan. Coi tiếp mấy cái đồ kia. Bông hoa, thuyền, máy bay rồi. Khoan, từ từ cho tôi hỏi cái mặt người, cái chị nghệ sĩ này quen hình như là chị Kiều Anh đúng không?
Đúng rồi, chị Kiều Anh thôi chị. Vậy bây giờ là tay nã này chắc chắn là bên có Lục Vân Tiên rồi, thì cái này đây nè, cái này là đây, cái đó là cái này. À cái đó là cái này à? Đó là cái. Ủa mở ra con coi trong tay nải nó có gì em, không? Em đem cái này nè. Mở ra coi trong tay nải có gì không? Nè nè hoàng hoàng. Trong tay nải hả? Hình như chắc không quá hả? Kiểu không nó may rồi. Ờ may rồi. Mày không à? dán keo mà lột có được mà. Nhưng mà ấy là không có gì á. Chắc không có gì này đâu. Em nghĩ là mình phải giải cái mật mã này ra thôi. Ông kiểu một cái gối để cho nó. Cái gối rồi cho nó đạo cụ. Ê mình để qua đây nào hoàng. Dễ nhìn. Ba hai mình có một số hai rồi này, mình số hai mình có một số hai với một số ba luôn kìa. Tại sao nó lại màu như này em? 1 2 3 4 này là số hai này, số ba này em nghĩ là nó sẽ cùng màu đây này, mọi người có để ý không màu này. Ê, vậy nếu vậy mình lấy mang những cái này ra hết đi. Ê, cái màu này có một màu xanh lá cây nè. Ê, nó nghe này hình như là nó liên quan đến màu tím với màu đỏ của cái ngày nghỉ. Ê, này không cái đây nè mọi người nhìn đi. Cái người nghệ sĩ này viết bằng cái màu tím mực màu này nè. Chỗ này là cái chữ này là dưới ánh đèn sân khấu là màu phấn, màu xà lách cây là cái này nè. Rồi cái này là mặt nhựa, cái này là một cái này nè. Này cũng là cái này nè, màu xanh là cái này nè, đúng chưa? Đúng. Vậy là cái chữ đúng. Này nó phải liên quan tới cái này nè. Ồ. Có khi nào là mình đếm cái chữ đó mình cộng lại không? Ví dụ thử không? Cái chữ cái hả? Nè thì bây giờ nè, cái màu cái mực đó là nó liên quan tới cái bốn cái này là hết luôn rồi nè. Dưới ánh đèn sân khấu 1 2 3 4 5. Hình như mình vẫn còn một dòng nữa mọi người. Trong này này. Nhưng mà nó có màu mực đó không? Đó. Không nhưng mà cái mực này nó ấy. Cái này không, có, màu vàng, có màu vàng. Màu vàng. Cái này thôi nè. Mang nhiều mặt nạ khác nhau. Mình cộng lại thì như thế nào nhỉ? Ê 2 2 4 6 246 xanh 12. Ê hay là nó là một cái dấu lớn dấu bé dấu bằng không mọi người, nó nhìn nè. 35. Phải không? Nhưng mà đâu có phép so sánh gì ở đây đâu. Vấn đề mình phải kiếm cái gì ở đây cho nó. Tại sao nó lại gạch ở cái chỗ đó đó? Nhưng mà vấn đề là mình phải kiếm mấy cái này thì mình mới gạch. À còn nữa nè. Vậy mình đếm đi, đếm là màu xanh đi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Ê cái này là đúng nè, đúng thứ tự luôn, đúng màu sắc, đúng rồi đó. Thử để một cái bên này không thôi nè. Đúng rồi, 1 2 3 4 5 6 7 là cách ngắt câu á đúng không? Vô em coi đi. Lệ là hoa, em ngồi đứng ở đó đi. 3 4 ba là cái này 3 4. Khóc thương đời 7 phần dịu vơi 3 2 2. Cái này cũng 3 này. Khóc thương đời. Ê, phải nè. Dấu dấu phẩy nè. 3 4 nè. Này số 4 đúng không? Cam đi. 3 2 2. 3 3 2. Cái dưới là 2 2 2 á. Khóc thương đời. 2 2 2. Cái dưới là 2 2 2 2. Khô ngước lên trời. Là 4 3 2 2 thử. Đây 4 1 thời. 3 2 2. Lòng thôi. Cái này trăm cài. Để vào cái này đúng không? Đúng rồi bị thiếu gì đây trong mày. Đây cái phòng của Lục Vân Tiên á, mình thấy được là hồi xưa kiểu như phấn son này kia rồi ngồi ở đó rồi những cái đính vật, những cây trăm này kia. Rồi nói chung là bản thân mình cảm thấy là mình giống như mình sống lại ở trong cái khoảng thời điểm đó. Hay quá. Vậy là cái này nhiều khi là tặng cái trăm cài với cái tay nải đúng không? Tay nải. Ờ, cầm hai cái luôn đi. Cái tính vật tình yêu hồi xưa, tại vì hồi nãy là cái này đúng rồi. Có là Kiều Nguyệt Nga với Lục Vân Tiên là trao tín vật đúng không? Vậy là nhiều khi cái này là tính vật. Không, mình phải mang cả. Bây giờ mình mang hai cái này về đi. Đúng rồi. Đi thôi. Đi.
đây rồi, đây rồi. Ê, ê, TV, TV. Cố nghệ sĩ Thanh Nga. À, vậy nếu mà như vậy thiếu vật gì ta? Cái kiếm hả? Bây giờ mình đi vòng lại đi, mình tìm đi vòng lại cả nhà. Nên nói tới cái vỏ tiếng Trung Mai Linh mà. Hi à. My skin. Ủa cái này là hồi nãy thấy rồi. Ê. Ủa cái máy của anh Tuấn. Cái máy này đâu? Ngoài của Tuấn đâu? Một cái máy máy ở đây đâu? Sắp xuống hết rồi, sắp xuống hết rồi. Hết rồi, hết rồi, hết rồi. Hết rồi, xuống hết rồi. Tại sao bị mất một cái rồi nguyên cái này nữa này. Tại sao? Ủa cái này là cái gì? Ê mọi người cái cửa mở được nè. Ê cái máy bay nó nè. Đúng rồi cái máy bay nó nè. Ui da, dời quá rồi, cái gì vậy? Mọi người ơi. Ê. Karaoke. Đây kiếp cầm ca kìa. Đôi mắt mẹ con đã về sầu vương ý nhạc. Chị có karaoke luôn rồi. Đây nè. Ê, có tờ giấy nè, có tờ giấy nè, có tờ giấy nè. Chị thích vàng lắm. Chị thích vàng lắm. Chị thích vàng lắm. Chị thích vàng lắm. Chị thích vàng lắm, tập trung nè. Chị thích vàng lắm. Vàng. Vàng. Ê, vàng. Cái này có một vàng là màu vàng. Nè. 1960 nè. 1960 nè, 1960 nè. Ê, ra đây, ra đây, ra đây. Lấy vậy đây, đi chỉ dụ. Mà vấn đề là bốn số gì?
Rơm. Rơm giá. Tiền Giang. Tiền Rạch Giá, Cà Mau. Cái này không được. Không, cái này tới 5 số rồi. Sao vậy? Chị ở đây là cái này á. Hai anh mà ở hai buồng, không ai hỏi đến ra tuồng cấm cung. Thời đóng cửa lại trong, ngày thời mở cửa lại trong ra ngoài. Sau tất cả những gì nãy giờ em thu thập là... thì cô này sinh năm 1960. Cũng có thể đó. Cô sinh năm 1960. Sở thích của cô là may vá, công việc của cô là lao công. Cô ở nhà cô cũng hát karaoke nữa, đúng không? Và cô ở Cà Mau, ở cái mở đó là cái gì? Tiền Giang. Xe cô đi biển số là 33. Là đôi mắt hợp lý hơn nữa rồi đó. Hợp lý. Ê, bây giờ đen bấm, bấm mắt đen, mắt đen 56774. Ê, đôi mắt này 50631. Đúng rồi, 50631. Có kìa, có đôi mắt kìa. Đúng. Ai hát đi, ai hát đi. Không biết bài này. Không biết bài này. Trung Hoàng biết bài này không? Đời cho em đôi mắt màu đen bọc đòn. Đúng. 2010 hả? Ờ, đúng rồi. Áo gối rồi. Ê mọi người. 24K nè. Trời ơi, kiếm vàng rồi, kiếm vàng rồi. Rồi rồi đọc đi, đọc đi, em đọc đi, em đọc đi. Cảm ơn cô cho con mượn tiền lúc khốn khó. Con có chút quà tặng cô nè. Thương cô nhất trên đời, khi nào cô rảnh cô hát con nghe nha. Ê, đây 18K nè. Có chìa khóa luôn nè, mở chìa khóa đi.
Rồi đây. Rồi tiếp 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 mở hai cái này đi. 18 với lại 24 k nè. 18 với 24 k. Mở thử 1824 đi Tuấn. 2418 đây nè. Được không? Được rồi, không? Rồi. Được rồi. Còn cái nữa thôi nè. 1428. 1428. Ơ quên, 1824. Rồi, mỗi đứa một cái vặn quay đúng không? Đúng. 5 cái nè. Với nhau 2 3 xoay phải nha. Xoay 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 xoay. Xoay. Xoay, xoay phải khi đồng hồ. Ê, ra kìa, xoay đi, xoay đi, xoay đi, xoay đi. Ê, cái trống. Cái trống, trống mới lên. Con nữa. Đây đi vô thử đi Tuấn. Đi coi hát là phải thanh lịch. Sau năm 1975, Sài Gòn có tới hơn 60 rạp hát với quy mô lớn nhỏ. Có những rạp hát còn nhưng ngưng hoạt động, chuyển công năng phục vụ và không ít rạp hát mất hẳn dấu tích. Nhà mây Thanh Xuân mà người chơi của chúng ta đã khám phá trước đây cũng chính là một rạp hát cũ như vậy, một rạp hát bị thời gian vùi lấp. Hỡi đồng bào Trăm Họ, giặc Đông Hán đang xiêu dày đất nước, nhục nào bằng nhục nô lệ ngoại bang. Thà chết mà đứng thẳng, không cam chịu sống quỷ. Đất nước Nam cẩm tú, người dân Nam anh hùng, dưới đền thờ quốc tổ, thề hy sinh giết giặc cứu nước. Giết giặc cứu nương sông. Thank you.
với thiếp cùng chung chi hương. Giai kề lại thứ hai, thiếp mong được thứ tha vì đã đau lòng để sống người bạn chân lòng gian dối. Ôi trời liễu lâu chưa tan hồi trong trần mà đớn mê lên hoa lá dù nghe thương chậm bước quay hùng. Lần gặp nhau đây là lần gặp gỡ sau cùng, ta cảm ơn tất cả đã tạm dừng binh để bảo toàn mạng sống cho ta dù chỉ trong phút giây ngắn ngủi. Nhưng nàng hãy ra lệnh cho nghĩa quân anh dũng, hãy nổi trong đồng đi, hãy nổi trong tấn công đi, tấn công trong tiếng cười ngáo nghê và đưa tiếng hồn ta theo tiếng trong quay hùng. Sao phu nhân lại do dự? À, hay là nàng đã quên những lời thẩm đêm giả biệt? Phải, đó là lời của vợ chồng ta từng nói. Vậy thì phu nhân còn chần chờ chi? Chẳng chờ chi mà không nêu tấm gương sáng đó để ngàn sao hậu thế xoay cùng. Phu nhân ơi, sống thác là chuyện đi về, hộp tan là trò dâu bề. Nhưng tất cả đều không đáng kể, mà chuyện đáng lo là sự trường tồn